Sám hối như thế nào là đúng pháp? Có phải lễ lạy danh hiệu của Đức Phật, các Đức Phật là đúng hay không? Xin thưa, trong kinh Tạng đó chỉ nói cái chuyện sám hối như thế này. Thứ nhất là chúng còn tùy theo cái lỗi, tùy theo lỗi. Ví dụ như và tùy theo cái địa vị của mình. Ví dụ như một vị tỳ kheo á, sư không biết là tại sao ở Phật giáo phát triển cái chuyện sám hối nó có vẻ là nghiêm trọng. Sư thấy cái hình như là như vậy, mà tại vì sư không có sống trong cái tập thể tăng đoàn của Phật giáo phát triển, sư chỉ nhìn ở ngoài vào thôi, thì sư thấy có vẻ như chuyện sám hối nó nghiêm trọng. Còn sám hối theo Phật giáo nguyên thủy rất là đơn giản. Hai vị sư, thí dụ như ngày hôm nay, thí dụ sư phạm giới nào đó, lên tụng kinh xong rồi, sư khèo cái vị sư bạn Apatit, có nghĩa là sám hối, thì bắt đầu là hai vị hỏi coi vị nào lớn hạ hơn, rồi ngồi lại với nhau sám hối. Ngắn lắm quý vị, ngắn lắm, chừng có 2 phút à, 2 phút hoặc 3 phút thôi. Ahang pate sabba patiyo kitaro mi sa ho uso sa tu sa tu ahang pate sambula na nam kutuka sabba apatiyo apatiyo tatum hung lepati de semi. Đó, thì nó rất là ngắn, như vậy là xong. Nếu như mà vị đó trong tăng đoàn sám hối thì nó rất là đơn giản. Còn nếu là một vị sa di thì quỳ xuống sám hối với một vị tỳ kheo. Cái nội dung sám hối là để xác định là tôi nhận thức được lỗi lầm là lỗi lầm, tôi nhận thức được đây là lỗi lầm, và do sự nhận thức đó để ngăn ngừa cái sự tái phạm vào tương lai đó, thì như thế là sám hối đúng pháp. Hoặc là nếu như chúng ta phạm lỗi với một đối tượng cụ thể, thì chúng ta cần đến trước mặt cái đối tượng đó, chúng ta xin lỗi và để cho đối tượng đó chấp nhận cái lời xin lỗi của chúng ta, thì như thế là sám hối đúng pháp. Còn không có kinh tạng nào, sư lặp lại là không, sư không thấy trong tạng kinh, tạng luật, tạng A Tỳ Đàm, Thắng Pháp có nói đến cái chuyện là chúng ta quỳ lạy, lễ lạy danh hiệu của Đức Bổn Sư hoặc các vị Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, mà nhờ như thế nó hết lỗi, thì không có, sư không thấy trong kinh tạng có ghi. Cái phương pháp nó giống như cái kiểu mà lễ lạy danh hiệu mà các Đức Phật, nó giống như là một cái cách hối lỗi tự thân. Trong những trường hợp mà mình không có cái gan để mà mình sám hối với một vị đồng phạm hạnh, hoặc là như là cái kiểu mà lạy cả trăm lạy đó, thì nó giống như là cái kiểu tự mình trừng phạt mình, và vị đó sẽ cảm thấy là cái chuyện mà tự mình trừng phạt mình đó, vị đó sẽ nguôi ngoai đi. Nhưng mà nhớ như thế này, trong luật á, có những cái tội, có những tội mà vị đó phải bị hình phạt, ví dụ như quét sân, gánh nước, thí dụ như vậy. Nhưng mà đó là những cái tội nhẹ, còn những cái tội mà lớn hơn á, thì vị đó bắt buộc phải sám hối với một vị đồng phạm hạnh, chứ không có chuyện mà mình tự mình hình phạt. Ví dụ như tôi phạm ưng đối trị, hoặc tôi phạm ưng xã, hoặc là tôi phạm tăng tàn, mà tôi có thể là tôi quỳ tôi lạy Phật cả trăm cả triệu lần, 10 năm, 100 năm, 1000 năm mà nó có thể hết tội, thì chuyện đó không có. Đấy, tùy mỗi cái loại tội mà có các cái cách sám hối khác nhau. Nhưng mà trong số tất cả các cách sám hối đó, sư không thấy trong kinh tạng có ghi chép lại cái cách sám hối nào là lễ lạy danh hiệu của Đức Phật mà nhờ như thế được hết tội.
thì sư không thấy. Sư chỉ đơn giản nói là sư không thấy thôi. Còn nếu như quý vị thấy thì vui lòng là cho sư biết.